Hello mọi người, K đây, K đây. Godin chào mọi người các bạn. Chào. Phải nhắc mới chào chứ nào. Giờ mọi người thấy clip của K thấy có bao giờ Godin chào không? Bỏ mọi người, đằng nào tôi vô thế tôi cũng để bấm chào vậy nè. Có hả? Nhớ mà con cao ông cũng không thèm nhìn mình, không thèm để ý mình chào nữa. Chuyện là hôm nay K với Godin sẽ tiếp tục cái series mà đi cosplay, thử thách cosplay như đợt trước á. Có một bạn đã bình luận, đây là bình luận bên dưới cho K là Godin đã sai cho cái nón cái K không nhận ra, với lại cái mặt của Godin không có thay đổi được á, là tại vì nó để cái bản tên học sinh hư hỏng. Rồi hôm nay á thì K với Godin quyết định sẽ đi cosplay tiếp, chơi tiếp tục cái thử thách cosplay, nhưng mà chỉ khác một cái á là thay vì bình thường là cosplay NPC thì bữa nay K với Godin sẽ cosplay theo ngành nghề. Mà đã cosplay theo ngành nghề như vậy á thì nó sẽ đơn giản hơn, rồi là mình sẽ không nhất thiết phải mặc đồ thiệt là giống. Vậy thì á có một cái khó ở đây á là mình không chỉ cosplay đồ mà phải cosplay luôn cả hành động nè, cả cách nói chuyện luôn. Godin ok không? Thì để mà cosplay như vậy thì K đã liệt kê ra trước một số cái bảng ngành nghề vô trong cái vòng quay may mắn của chúng ta hôm nay để chúng ta quay. Đây, bảng ngành nghề của chúng ta hôm nay sẽ có là cảnh sát, lính cứu hỏa, học sinh, vô gia cư, giáo viên, taxi, bác sĩ, ca sĩ, rapper và đầu bếp. Thì chúng ta sẽ quay vòng cho cái bảng này để coi là chúng cái ngành nghề nào thì anh với Green đều sẽ cosplay chung một cái ngành nghề đó. Ok chưa? Anh với em chỉ có khoảng chừng, do bây giờ cosplay tự do như vậy á nó sẽ đơn giản hơn, thì em sẽ chỉ có 1 phút 30 giây để mình thay đồ thôi. Ok chưa? Trời. Ừ. Chơi vậy nhớ con tình em văng ra ngoài. Ai biết đó, tới đó là tính. 2 phút đi. Phút khoảng. Ok, cho em 2 phút luôn. K với Green sẽ quay luôn nha mọi người. Thử coi là chúng cái ngành nghề nào thì K với Green sẽ cosplay ngành nghề đó luôn nha. Ok nha. Trước khi bắt đầu clip thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ K để K sớm lên 100.000 sub, chứ K sắp lên 100.000 sub mà bây giờ đang bị đứng đó mọi người. Đang bị ông nội nào ăn cứ suốt ngày in sub tôi hoài á. Nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ K nha. Bye bye. Chưa bye bye. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye. Lộn nữa rồi. Quay clip gì kiểu gì kỳ vậy? Cao ơi là cao. Quay nha Godin. Vô nè. Vô gia cư Godin ạ. Cái gì vô gia cư hả? Vô gia cư. Bạn ơi, cái nhà anh câu bờ le kìa. Câu bờ le là gì? Câu bồ. À, cúp bồ hả? Cúp bồ mà Godin nó đọc là câu bờ le. Chuẩn bị 2 phút. Chưa. Có cái điện thoại vô. Chúng ta sẽ chỉ có 2 phút để thay đồ cho nó ra người vô gia cư. Vô gia cư khó lắm á, tại vì trong play này á cả thấy đa số đồ mặc á đều làm theo kiểu đẹp đẽ không à, chứ không có ai mà làm cái bộ đồ mà nhìn nó xấu á. Bộ này nhìn ra vô gia cư không ta? Khá đó, cứ để tạm đi. Vô gia cư thường sẽ là nghèo mặc đồ rách rưới đồ mà trong game này thì đâu có cái đồ nào mà rách rưới đâu, đồ nào cũng đẹp đẽ đó. Vậy mới khó chứ. Tôi sẽ coi vô gia cư thì mình không có nhà, nhưng mà đâu có nhất thiết là mình không có đồ mặc đúng không? Thì mình cũng phải mặc cái bộ đồ nào mà nhìn nó bần tí, cái áo này cũng được nè. Rồi xong rồi nha. Nhanh vậy. Đây vô gia cư đây mọi người ạ. Đây không nãy giờ cao cái này mà vô gia cư cái gì? Vô gia cư với anh có thấy mấy cái người mà người ta không có quần áo mặc, ta mới lấy cái khăn ta chùm đầu, ta chùm kín mít lại đen thui vậy nè, trong mặt tay chai túa là nằm xó góc luôn mấy cái khu phố, anh thấy không? Em giải thích sao cho về cái cánh của em trong đồ, trong mấy cái bộ đồ trong play á thì có nhiều, có cái cánh rất là đẹp trong còn nhiều người vô gia cư á, cái cánh nó rách nát vậy nè, nó nghèo khổ vậy nè, kiểu người ta có cánh đẹp cánh xịn, của mình là cánh rách nát vậy nè. Rồi nó hợp, nó giải thích tự nhiên tôi thấy nó cũng hợp lý quá ta. Đâu vô gia cư thì ai cho ở nhà, mình phải đi ra ngoài mà. Anh nhìn giúp cái thằng đầu đường xó chợ nào chứ vô gia cư. Thì đầu đường xó chợ là vô gia cư đó. Thông minh lắm. Nhìn tôi nó có giống vô gia cư không mọi người? Bụi đời nè, mấy thằng bụi đời là mấy vô gia cư nè. Chiếm cái bãi rác hoặc là ra bên khu trung tâm á. Mà khu trung tâm thì lắc quá mọi người à. Khu trung tâm dạo này game tôi có hai khu vực mà tôi ít ra, đó là một là khu trung tâm, hai là những cái nhà của ai mà làm theo kiểu mà nó để coi nhiều quá. Đây. Hai thằng vô gia cư đứng đầu đường xó chợ đây. Em nằm đi. Cái mặt đói bụng nữa. Ông khoái cái mặt nó lắm hay sao mọi người? Lần nào cũng thấy cũng để cái mặt đó. Bà nội nào vậy? Chắc người đã đến đây cho em tiền nè. Qua cho tiền mình nè. Cảm ơn nha. Rồi nào, nằm xuống chụp hình rồi. Đây tôi vô gia cư à, lại ông đi qua lại bà đi lại. Có tiền cho tôi xin mấy chục ngàn ăn phở ăn bún bò mọi người ơi. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ủa mình vô gia cư mình có ăn xin không ta? Đâu nhất thiết thì vô gia cư là phải ăn xin. Ngủ cho hết ngày, sáng dậy còn đi móc bọc nữa em ạ. Nay móc được nhiều bọc không Godin? Nè em có bóc cái bọc, móc được cái bọc nào à? bị mấy thằng đầu đường khác nó dí đánh quá trời chạy đi. À bị mấy thằng xóm khác ai mấy thằng khu nào á không kêu anh qua, kêu anh qua để anh quỵ lại năn nỉ nó. Tưởng qua cứu được giúp thì mình cuối cùng còn đi ăn vạt nữa, nó đánh anh thêm nữa anh ạ. Nay vừa vô gia cư mà vừa ăn xin luôn á, cái hành động quỳ lại của anh đâu ấy nhờ. Mỗi lần anh gặp người lạ là anh sẽ ăn gì nè?
Mẹ này giống con chó vậy trời. Mẹ nhìn cái này giống khùng hơn chứ vô gia cư gì mọi người. Đây 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 đây. Chị ơi, cho em tiền ăn bún. Em muốn ăn bún, ăn bún giò, hai giò to thiệt to. Chị ơi, chị Bích, Bích Tuyền ơi. Em tiền ăn bào ngư được không chị? Giò heo cũng được. Ăn xin làm giá nữa. Ăn bún bò hay giò heo cũng được hết trơn. Trời ơi, em dễ lắm chị ạ. Em gì em cũng ăn hết. Chị sợ hãi rồi. Vét mấy chụp hình cái chụp uống gà rính đâu vậy? Rồi. Gà rính bốc hơi rồi mọi người ơi. Gà rính bốc hơi rồi. Bà này bà có khinh người vô gia cư mọi người. Bà thấy người vô gia cư bà chê. Bà chê tôi thúi bà bỏ bà chạy. Anh nói chuyện vậy bên ai mà chẳng sợ. Ủa anh xin có tô bún bò hoặc là tô giò heo à, mắc gì sợ? Mẹ có ai ăn xin nha anh mà đi xin tô bún bò tô giò heo. Ủa ăn xin không được ăn bún bò à? Ủa ăn xin không được ăn giò heo à? Mày bị ghen à? Có quy định nào kêu ăn xin không được ăn bún bò, không được ăn giò heo? Không anh ăn xin thì mình người ta chó gì mình gì mình lấy cái đó thôi, mình đâu được rồi hỏi. Tôi chạy con voi luôn. Tôi ăn xin tôi chạy con voi luôn nè. Ủa tôi có tiền mua xe nhưng tôi không có tiền mua nhà, tôi là vô gia cư mà. Ăn xin lỗi mọi người ạ. Cho tôi xin cái tô bún bò đi. Không, mình không đi xe, mình vô gia cư, mình đi xe thì người ta không cho tiền mình. Mình nè, mình phải đi xe này nè anh à. Anh lên xe này đi. Anh đẩy rồi anh cầm tay xin, ngồi đây xin. Ăn xin mới đi cái xe này nè. Thôi không được, ngồi ngồi xe này xui lắm em ạ. Ăn xin chứ không phải tàn tật em ạ. Phải có tay có chân mới đi ăn xin được đàng hoàng nhé. Ăn xin mình phải vậy đó anh à. Ăn xin mình là một người tàn tật cho mình. Ấy là mình lập đẩy ở ở cái khu bệnh viện người ta giục đi á, xe hư á, ở bệnh viện người ta giục đi thôi, mình lấy cái đó mình dắt mình đi. Đó vậy mới giống ăn xin. Nhìn cũng tội á nhưng mà xui lắm em ạ. Được được. Tội mới có người ta mới thương, người ta mới cho mình chứ anh. Lên. Ok, chơi nghe Green nói không có lý đó. Rồi, nhiệm vụ của em là đẩy nha, còn nhiệm vụ của anh là xin. Ok chưa? Ok. Chia việc cái làm đàng hoàng. Ừ, được tôi búng hai cái giò chia ra mỗi đứa cái giò. Giò heo cũng được. vẫn đòi gì mà. Sau lưng kìa, cái bà kìa bún bò giò heo luôn kìa. Ơ? Đâu đâu. Ngay chỗ sân bay nè. Ngay sân bay kìa cái thằng này. Bò. Đây hả? Đây tên bún bò giò heo luôn nè. Đu. Ở mất tiêu rồi. Chưa kịp hửi vậy. Ờ. Thấy tô bún à, thấy tô bún bò giò heo rồi, chưa kịp hửi nữa, mất tiêu rồi. Đúng vô gia cư ăn xin xui quá xui, đút đi cái xe tôi đi. Ừ. Anh nói rồi, đi xe này xui lắm, không chịu nghe anh. Xe xui chó vậy. Cái châu kìa, cái châu nè, người Việt. Kệ Bích Tuyền kìa. Bích Tuyền kìa. Ôi không cho bạn này nè, nãy bạn này khinh mình rồi. Không cho thì cho em. Ủa? Cho anh coi em xin ăn nè. Ờ để coi Green xin ăn được không. Nếu Green xin ăn được thì Green hay, Green thắng. Tại Green đã nhập vai thành ăn xin. Tôi ăn xin gì cũng đúng rồi mọi người. Tôi đã làm vô gia cư gì hợp lý mà. Người ta tên Tuyền chứ không phải tên Tuyền. Tuyền là cái tiền đó không nghe. Được chưa? Ghê yeah, trời, vô gia cư được nguyên cái rương tiền luôn. Mấy ông bà này không có lòng thương người, không có lòng trắc ẩn quần què vậy đó. Đi cho con Green. Yeah, thì... anh có, em có vali tiền rồi. Bạn này học phóng bạn cho em hết luôn. Ok, rồi, thôi. Tiền thiệt, càng tiền luôn. Kinh này. Vậy thôi em hết. Anh chỉ là... đòi bún bò giò heo nữa. Ta nhìn, ta sợ, ta trẻ anh cho, thấy không? Thế vậy là... ta cho này quá. Em hết vô gia cư rồi. Em hết làm vô gia cư rồi. Không, anh cho anh nữa nè, cho anh nữa nè. Ờ, chia anh nữa đi, tối nay anh em mình đi ăn bún bò giò heo em ạ. Quầy cái này là mình mở tiệm được luôn á em ạ. Ngồi đây, ngồi đây. Ê, né, khứa cái đánh đàn ra đi, đánh đàn ồn quá. Lầm rớt dưới đất á, lầm đi. Ê, mày sỉ nhục tao mày. Nãy đang còn cùng nghề không? Hai anh em còn nằm ở gọi là cái thùng rác bên góc cái hốc bò tó bên kia ngồi bàn tính rồi đi đi móc bọc với nhau rồi giờ mới lấy tiền nó bắn vô mặt tôi, nó cho tôi lụm mà mọi người thấy chưa? Thôi kệ lụm đi anh lụm giờ đầu bằng em à. Có tiền là khác, có tiền thay đổi nhân cách con người không? Vật chất quyết định ý thức. Hôm nay ca với Green là cosplay vô gia cư gì thôi cho. Em muốn bò nói đi. Em cầm đi. Từ đã để chào mọi người đã đi ăn bún bò em. Bye bye, bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Clip lần này thì ca với Green cũng đã cosplay thành công thành hai người vô gia cư rồi. Lần sau ý Green tí nữa bị xe hút rồi. Nếu như mọi người thích clip này thì để lại bình luận bên dưới cũng như là bấm like clip này để ca có động lực làm tiếp cái clip giống gì. Ca Green sẽ tiếp tục đi cosplay thành một cái ngành nghề gì đó giống trong cái vòng quay mà hồi nãy ca với Green đã quay. Thì bây giờ còn rất là nhiều ngành nghề trong vòng quay đó mà ca chưa có cosplay hết. Thì xong clip nào mọi người thích thì tôi sẽ tiếp tục làm clip tương tự cho mọi người coi ha. Để coi mọi người coi ca Green hóa thân thành các ngành nghề khác nhau nó sẽ như thế nào. Thôi bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ ca để ca sớm lên 100.000 sub nha mọi người. Còn bây giờ thì ca với Green đi ăn bún bò em ạ. Bún bò đó, đi ăn sơn hào ấy bị luôn anh ơi. Đi. Mình tiền lắm. Lấy xe ra. Cái đây ít phút, chúng tôi còn ngủ ngoài thùng rác thì bây giờ chúng tôi đã sắp sửa có nhà lầu xe hơi rồi mọi người ạ.
nhờ em hết á. Anh xin, anh còn đòi hỏi kết quả, người ta không cho thấy không? Em xin vài câu người ta cho liền thấy không? Ờ, mà xin tôi muốn bò. Qua là anh không biết cách ăn xin thôi, anh không biết cái cách xin xỏ, cách nịnh nọt thôi. Đó. Vậy tại anh nè. Ok. Thôi bye mọi người nha, tụi tôi đi mua xe đây. Bye bye.